nay á, thì giá thức ăn chăn nuôi đang tăng rất là cao, thì nhiều bà con đang áp dụng nhiều cách, mọi cách để chúng ta giảm thiểu được cái chi phí thức ăn và giảm thiểu được cái lượng thức ăn, và chúng ta tận dụng những cái phụ phẩm ở trong chăn nuôi bằng cái hình thức đó chính là mọi người đang sử dụng những cái phụ phẩm ở trong chăn nuôi, ví dụ như là chúng ta sử dụng là cây chuối này, rau lang này, ngô khoai sắn này, gạo này, hoặc là nhiều cái loại quả khác để chúng ta thay thế tận dụng trong quá trình chăn nuôi. Tuy nhiên thì chúng ta đang áp dụng và sử dụng ở cái hình thức là chúng ta đun nấu lên rất là vất vả và không đạt được cái hiệu quả cao, thậm chí là chúng ta không biết cách nấu thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là con vật nhà mình sẽ thiếu những cái chất lượng vitamin trong quá trình đun nấu, ví dụ như là ngô này, khoai sắn này, hoặc là rau này, chúng ta đun nấu không đúng quy trình và không đúng cách thì những cái chất vitamin ở trong những cái phụ phẩm đó sẽ bị mất đi. Thì hôm nay xin được chia sẻ tới mọi người đó chính là cái sản phẩm menu vi sinh NN1 sẽ giúp cho giải quyết được tất cả các cái vấn đề vừa nêu trên. Thì cái sản phẩm menu vi sinh này giúp cho làm chín thức ăn và tăng cường tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa hấp thu, giúp con vật ăn nhiều, ngủ nhiều và phát triển tốt, đặc biệt là giảm cái vấn đề mắc bệnh ở trong đường ruột. Và hơn nữa thì cái sản phẩm giúp cho con vật nó sẽ giảm được cái mùi hôi ở trong cái chuồng trại. Thì đặc biệt hơn thì sau khoảng tầm 24 giờ thì có thể là lấy thức ăn cho ăn, và chúng ta có thể là cho ăn trong vòng 20 ngày hoặc là trong vòng 30 ngày. Thì một ngày chúng ta bỏ ra công sức một ngày ủ thôi thì chúng ta cho ăn được mấy chục ngày thì rất là nhàn và không tốn cái công sức mà chúng ta đun nấu. Hôm nào mà chúng ta cũng phải đun nấu, nếu chúng ta đun nấu không biết cách thì tốn rất là nhiều công sức và tốn nhiều chi phí là thứ nhất. Thứ hai thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là mất rất là nhiều các cái lượng vitamin, axit amin. Ngoài ra thì đối với cái quy mô nhỏ thì chúng ta có thể nấu được, nhưng chăn nuôi khoảng tầm 10-15 con heo mà chúng ta đun nấu như vậy thì rất là vất vả, thì không đạt được cái hiệu quả cao. Thì ngoài ra thì chúng ta hôm nào đối với cái mùa lạnh quá thì chúng ta cũng không phải giữ ấm được cho đàn vật nuôi, và nếu đối với cái thời gian mà thời tiết nó nóng quá thì chúng ta đun nấu mà chúng ta không cho ăn kịp thời thì dẫn đến cái tình trạng là ôi thiêu trên cái thức ăn chăn nuôi, thì dẫn đến là con vật nuôi thì mình ăn phải những cái ôi thiêu thì dẫn đến đường tiêu hóa, thậm chí là virus vi khuẩn nó sẽ tấn công theo cái đường thức ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chăn nuôi, giảm năng suất, giảm tỷ lệ và mắc nhiều bệnh. Thì hôm nay xin được bật mí tới quý vị và các bạn cái sản phẩm menu vi sinh. Nếu quý vị và các bạn ai mà quan tâm đến vấn đề làm chín thức ăn, ủ thức ăn thì sau khoảng 24 giờ, tức là sau một ngày, để cho cái đàn vật nuôi ăn tốt, phát triển tốt, thì comment xuống dưới buổi livestream này hoặc liên hệ qua hotline 0981 648 903 hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ